Sáng ngày 9 tháng 6 năm 2020, nhằm ngày 18 tháng 4 nhuận năm Canh Tý, ban tổ chức tang lễ cùng môn đồ Pháp Quyến trang nghiêm cử hành lễ truy niệm và phụng tống kim quang của Hòa thượng Thích Phước Sơn, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Giám luật Thiền viện Vạn Hạnh, phường 4, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh đến nơi trà trì. Quang lâm chứng minh và tham dự có Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, thành viên Hội đồng chứng minh Ban trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban Kiểm soát Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Huệ Minh, Ủy viên thường trực Trưởng ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thanh Hùng, Ủy viên thường trực Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Giác Liêm, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Ủy viên thường trực Hội đồng trị sự, Phó Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Tâm Đức, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Chư Tôn Đức, Hội đồng chứng minh, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Chư Tôn Đức lãnh đạo Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam,